Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này giới thiệu cho các bác hai kiêm đi Yamaha. Con trên công suất là 290W và con dưới công suất là 190W. Tất cả đều có giải mã 24 bit các bác nhé, giải mã quang từ Smart TV, giải mã trực tiếp luôn, có chỉnh bass jack đầy đủ hết ở trên máy đây rồi. Hôm nay thì giá đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé, giá đã bao gồm phí vận chuyển và mỗi cái âm đi sẽ được tặng kèm một cái điều khiển. Điều khiển này các bác tắt mở âm đi bình thường nhé, chuyển kênh này, to nhỏ này, mute ngắt tiếng, sleep hẹn giờ nhé, để cho các bác tiện dùng hơn. Giới thiệu đầu tiên cho các bác là mẫu âm đi Yamaha. Con này giá 2.300.000 đồng bao ship các nhé. Cầu loa AB này, bass jack đầy đủ, ba lăng cơ chỉnh vế loa này, volume tổng này, input đầu vào này. Thì hiện tại đã cắm cổng TV, là cổng giải mã quang. Còn về nội thất thì con này sở hữu cái nguồn to các bác nhé, nguồn rất nặng và to luôn các bác này. Nguồn rất nặng và to. Dòng này nó sẽ đánh 10 con sò saken 1 vít. Tất cả nội thất đều nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Bo giải mã 24 bit được đặt trong cái hộp này, bao bọc rất là kỹ. Xin lỗi, con này 270W, em nhớ nhầm, điện 100V, công suất 270W, made in Malaysia, lắp ráp nhà máy ở Malaysia. Đây là giải mã quang cổng TV và một cổng nữa là cổng DVD LD. Hiện tại em đang cắm cổng TV cho dễ nhớ các bạn nhé. Các cổng analog đây rất là nhiều, phono này, CD này, tuner này, tape MD, DVD, có đến 5-6 cái cổng các bác chơi ghép để các bác kết nối với điện thoại các bác nhé, điện thoại, TV, máy tính qua jack AV, cổng súp điện. Ở đây cầu loa AB và dưới là thêm cả surround center nữa. Thì ở đây cái loa chính sẽ trở kháng là 6 ohm trở lên các bác nhé, 6 ohm trở ra. Cái loa phụ này thì surround center thì các bác tùy cho các bác thôi. Cái này em nghĩ cũng chả nên, cái này thì mục đích cho mình để xem phim thôi. Còn bác nào mà nghe nhạc stereo ok ấy, thì đánh cầu loa của B nhé, giải mã quang đây. Con này thì chơi tốt những cái dòng loa bass 25 các bác nhé, các bác thì vẫn ghép thêm vang số các bác hát karaoke được, hát karaoke gia đình thôi. Con này về với hình thức đẹp xuất sắc các bác nhé, hình sức đẹp xuất sắc luôn. Kích thước âm đi là chiều ngang 43,5, chiều cao 15, sâu 39, giá 2.300.000 đồng, tặng khiển và bao ship. Cầu loa AB, bát dòng này bát rất lực các bác nhé, check đây. Bát đây, ba lăng cơ chỉnh với loa, volume tổng. Ở đây thì có những cái một vài những cái hiệu ứng âm thanh, bình thường thì các bác tắt hết cái đi, effect up này, tắt hết thôi đi để nghe nhạc hai kênh hay nhất trên cái âm đi này. Âm đi đã test hoạt động ok, máy nặng, tặng khiển, giá bao gồm phí ship mà giá thành chỉ có 2.300.000 đồng. Giải mã quang chuẩn 24 bit, những cái dòng đời mới này, mặt tiền là đẹp xuất sắc các bạn nhé, hàng bãi về này thì nó quá xuất sắc rồi. 2.300.000 tặng khiển bao ship, máy móc zin nguyên bản, đã test hoạt động ok. Rồi tiếp đến giới thiệu cho các bác một mẫu âm đi phía dưới rẻ hơn một chút. Tiếp đến là một mẫu âm đi giá rẻ, với mức giá chỉ có 2.000.000 đồng các bác đã có một con âm đi giải mã quang 24 bit, hình thức thì cũng là gọi là đẹp xuất sắc. Phụ kiện thì vẫn tặng kèm cho các bác điều khiển và giá trên thì đã bao gồm cả phí vận chuyển các bác nhé. Bát chéo chỉ bằng cơ, ba lăng cơ chỉnh vế loa, cầu loa AB, input các đường tín hiệu đầu vào, có cổng VAUX ngay phía trước này, rất nhiều cổng, cổng DTV rẻ mã quang luôn. Tặng kèm các bác là một cái điều khiển cũng tắt mở to nhỏ
chuyển kênh cổng DTV đây các bác nhé, cổng VAUX này, cổng CD này, to nhỏ hẹn giờ sleep này. Hẹn giờ thì các bác có thể hẹn chế độ 30 phút nó tự động tắt, 30 phút, 60 phút các bác nhé. Nó xem máy móc âm đi nó sẽ tự động tắt và các bác không phải nếu ngủ quên, như nghe nhạc như dư đi ngủ các bác ngủ quên thì 30 phút nó sẽ tự động tắt. Tùy các bác 30, 60, 90 các bác hẹn giờ lúc nào tắt được. Kích thước của Mi chiều ngang 43,5cm, chiều cao 15, chiều sâu 39, giá 2 triệu đồng, tặng khiển bao ship các bác nhé. Mặt tiền thì con này đẹp xuất sắc các bác nhé, mặt tiền đẹp xuất sắc. Còn về công suất ở đây nó sẽ đánh vẫn đánh 10 con sò saken các bác nhé, 10 con sò saken 1 vít. Tất cả máy móc đều nguyên zin nguyên bản hết. Bo rẻ mã nó cũng được dòng Yamaha, những cái dòng đều được bao bọc bởi một cái hộp nhôm này các bác này. Trông rất là sang trọng luôn. Có hai cổng rẻ mã quang, cổng DTV phía trên và một cổng DVD ở phía dưới. Dòng này hàng nội địa Nhật thì FM chỉ đến 90 thôi nhé, không FM của Việt Nam đâu. Điện 100V công suất 190W. Chơi tốt những cái dòng loa bass 225 ở đây, trở kháng loa là từ 6 ohm trở ra các bác nhé. Tất cả các cái loa đều 6 ohm trở lên. Loa 6 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 16, 32 ohm chưa hết. Ở đây vẫn có cổng AUX này. Thật ra nó chỉ là cái tên thôi, chứ còn cổng nào, chức năng cũng giống như cổng nào thôi cả. AUX, CD, DVD, MD, CDR, DTV, VCR, nó khoảng 5-6 đường vào ở đây rất nhiều. Các bác cắm cổng nào thì các bác chọn input ở phần trên các bác nhé. Con này thì nó hơn con kia một chút, đó là nó có thể đánh được 5 loa cùng lúc ở cái chế độ Osite. Để cái đó các bác bật Osite lên, các bác chơi một lúc, thêm một cặp ở dưới đây này, đây này, đấy. Thêm một cặp đây nữa các bác nhé. Đây các bác đánh có thể đánh 2 cặp bass 25 được này. Bass 25 đây thì cấu hình nó ở mức tầm trung trở về đâu nhá, chứ nhiều bass 25 mà cấu hình nặng nó không gánh được đâu. Hỗ trợ cả đường súp điện này. Các bác vẫn có thể ghép thêm vang số hát karaoke, hát thì hòa thì các bác cố gắng sắm thêm cái trầm điện nữa thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Con này nó để bớt cái gánh đi cái tính trầm của con này đi các bác nhé. Các bác có thể đấu thêm một cặp nữa đây và vẫn có thể thêm một chiếc nữa ở chỗ này để các bác làm loa trung tâm các bác nghe, vì nó có chỗ hỗ trợ 5 cây sít stereo các bác ạ. Con này thì nó hay hơn con kia một chút, nó là có cái phần on sitter. Thì các bác đánh cùng lúc hai cặp trở kháng đều từ 6 ohm trở lên mà không lo ngại gì về trở kháng của âm ly. Đây nó sẽ ghi đây này, 5 kênh stereo này đó nhá. Thì các bác đánh 5 loa nó ở chế độ Osite hết. Còn bình thường thì đây, cái chế độ effect up này, đây là cái chế độ stereo thông thường. Còn bình thường các bác cứ để chế độ 5 kênh stereo này các bác nhá. Âm ly thì đã test hoạt động ok và giá thành chỉ có 2 triệu đồng. Các bác đã có một con âm ly thuộc vào những cái top ngon bổ rẻ rồi. Bạn đánh rất lực các bác nhé. Rồi ok, với mức giá chỉ có 2 triệu đồng tặng khiển bao ship luôn các bác nhé. Cổng rẻ mã chuẩn 24 bit, cắm trực tiếp từ Smart TV xuống chơi nhạc luôn. Rồi ok, các bác mua hàng đây là trực tiếp cho em qua số điện thoại 0961 22555, số điện thoại lúc nào hiển thị ở góc bên trên bên phải. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.